Vatican trả 3 xác ướp cổ đại lại cho Peru. Ngày 17 tháng 10, 2022, Đức Hồng Y Fernando Vegez, Chủ tịch Phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, đã ký một thỏa thuận với Bộ trưởng Ngoại giao Peru, César Rodrigo Landa Arrojo, về việc chính thức đưa 3 xác ướp cổ có niên đại từ các nền văn minh tiền Tây Ban Nha về lại Peru. Việc hồi hương 3 xác ướp cổ đại từ Peru phù hợp với tinh thần hội nhập giữa các nền văn hóa mà Bảo tàng dân tộc Anima Mundi được thành lập. Anima Mundi là một phần của Bảo tàng Vatican, nơi lưu giữ hàng nghìn di vật thời tiền sử có niên đại hơn 2 triệu năm từ khắp nơi trên thế giới. Theo thông báo từ Bảo tàng Vatican, những hiện vật lịch sử này sẽ được nghiên cứu để xác định nguồn gốc của các xác ướp. Tuy nhiên, người ta biết rằng chúng được tìm thấy ở độ cao 3.000 mét trên dãy Andes của Peru, dọc theo dòng chảy của sông Ucayali, một nhánh của Amazon. Sau cuộc ý kiến Đức Thánh Cha, Bộ trưởng Landa cho biết thỏa thuận đã được đồng thuận và diễn đạt một cảm nhận chung rằng hơn cả những vật thể, các xác ướp là phần còn lại của con người, vốn cần được trân trọng từ chính nơi mà chúng đã đến. Các xác ướp được cho mượn để trưng bày tại buổi triển lãm vào năm 1925, sau đó chúng được lưu giữ trong viện bảo tàng. Theo Bộ trưởng, việc này đã được biết đến cách đây vài năm, và việc Vatican sẵn sàng trả lại chúng đã được thực hiện trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Gia tăng mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Peru. Theo Bộ trưởng Ngoại giao, trong cuộc tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào Phủ Quốc vụ Khanh, Tòa Thánh và Cộng hòa Peru đã thảo luận về mối quan hệ giữa hai quốc gia, trong đó nhấn mạnh đến mong muốn tái thiết lập đối thoại và hòa hợp trong quốc gia như nền tảng cho việc quản trị và tôn trọng nhân quyền. Ông Landa cho biết, ông đánh giá cao nghĩa cử cao cả của Đức Thánh Cha khi mong muốn đón tiếp ông. Ông nói thêm, mối quan hệ giữa Peru và giáo hội ngày càng phát triển mạnh mẽ bởi Peru là một quốc gia có đức tin mạnh mẽ và được thành lập dựa trên sự đóng góp về văn hóa, tôn giáo và đạo đức của giáo hội Công giáo. Nhờ vậy, giáo hội có thể đối mặt với những thách thức và thời gian đầy biến động để luôn tìm kiếm điều tốt nhất, đó là lợi ích chung. Ngoài ra, trong buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, cả hai cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường các liên kết vốn đang được duy trì ở mức độ cao trong việc hỗ trợ các hoạt động xã hội của giáo hội và những nỗ lực của giáo hội trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Ông Landa kết luận, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi để tìm ra những thách thức cụ thể nhằm tăng cường các liên kết giữa giáo hội và nhà nước.